Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những cái hướng dẫn hay ở trên điện thoại. Những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone, các bạn hay sử dụng cái ứng dụng App Store mà các bạn tải những cái ứng dụng ở trên đó về để các bạn sử dụng. Và các bạn phải thông thường các bạn phải xác nhận bằng việc là sử dụng Face ID để xác nhận để tải ứng dụng đó về. Nhưng một ngày nào đó các bạn thấy lỗi không thấy cái phần Face ID hoặc là các bạn không sử dụng được Face ID để xác nhận trên App Store thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục nhé. Mình lấy ví dụ như mình tải một cái ứng dụng ở trên cái phần là kho ứng dụng App Store về nhé. Mình lấy ví dụ cái ứng dụng đầu tiên này chẳng hạn. Đấy, thì bình thường khi các bạn chọn vào xác nhận ý, thì ở phía dưới này có phần là xác nhận bằng Face ID thì các bạn chỉ việc đưa Face ID, đưa khuôn mặt của các bạn vào thì nó sẽ tự động tải về. Hoặc là chọn xác nhận nút sườn ở đây để xác nhận Face ID. Nhưng ở đây nó không có cái trạng thái nào, có cái thông báo nào. Đó, thì bây giờ các bạn khắc phục cho mình như sau nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy vào cho mình cái mục là cài đặt của máy nhé. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống tìm đến cho mình cái mục là trợ năng. Rồi, trong mục trợ năng thì các bạn chọn cho mình cái phần là cảm ứng này. Đó, ngay đầu tiên các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là Aesthetic nhé. Đấy, các bạn chọn vào. Đấy. Rồi, tất nhiên là các bạn phải bật cái này lên nhé. Rồi, các bạn kéo xuống cuối cùng nhé. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là xác nhận bằng nút sườn. Thì ở đây các bạn đang sử dụng là ví dụ như nếu mà các bạn đang bật như thế này thì có thể là các bạn sử dụng đối với những cái dòng iPhone mà đời cũ hơn, tức là dòng iPhone có cái nút Home ở giữa thì các bạn chọn xác nhận bằng nút Home. Nhưng ở đây nó không có nút Home thì các bạn phải tắt cái này đi nhá. Các bạn tắt đi cho mình. Đấy. Và các bạn sẽ chọn cho mình là sử dụng bấm 2 lần. Ok này. Đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thoát ra, các bạn vào lại cái kho ứng dụng App Store các bạn thử tải nhá. Đây bây giờ mình sẽ vào tải lại nhá. Mình sẽ chọn là nhận này. Đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là bấm 2 lần để cài đặt nhé. Các bạn chọn này, 1, 2 này. Đấy, và sử dụng Face ID nhé. Đấy, ứng dụng đang được tải về nhé. Các bạn nhìn chưa? Vậy là xong nhé. Rồi, những bạn nào mà đang gặp phải cái trường hợp này thì các bạn có thể sử dụng cách này để các bạn tải lại cái ứng dụng, tải những cái ứng dụng ở trên App Store bằng cách sử dụng là Face ID nhé. Cảm ơn các bạn. Hy vọng với cái cách khắc phục nhỏ nhỏ vừa rồi thì mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn và giúp cho các bạn khắc phục việc các bạn không sử dụng Face ID được vào trong cái kho ứng dụng App Store để các bạn tải ứng dụng về. Và bạn nào mà đang gặp phải tình trạng đó, các bạn áp dụng và nếu thấy thành công thì nhớ ủng hộ mình bằng cách cho mình một nút like và bình luận phía dưới phần video nếu còn bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, và nhớ chia sẻ video cho những người chưa biết cách này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.